4 tiêu chí để chọn sản phẩm affiliate marketing thành công. Xin chào mọi người, ngày hôm nay Quang đang ở một nơi rất là tuyệt vời. Ở đây là một cái đài lù dân vòng Hollywood. Ở đây là một con đường vinh danh những cái diễn viên nổi tiếng ở Hollywood. Và ngày hôm nay Quang ở đây, Quang sẽ làm một video chia sẻ cho anh em một cái chủ đề vô cùng quan trọng. Và Quang tin rằng cái chủ đề này hầu như là cái điểm bắt đầu để các bạn kinh doanh affiliate marketing thành công trong tương lai. Thì hôm nay Quang sẽ chia sẻ cho các bạn 4 yếu tố để giúp cho các bạn kinh doanh affiliate marketing thành công. 4 yếu tố này hiện tại Quang đang áp dụng và nó rất là hiệu quả. Và ngày hôm nay Quang sẽ chia sẻ cho anh em. Thứ nhất, yếu tố đầu tiên đó là chúng ta phải chọn kinh doanh sản phẩm có hoa hồng cao. Đó. Kinh doanh sản phẩm có hoa hồng cao. Đó. Như mọi người thấy, chúng ta làm affiliate marketing, một trước sau gì chúng ta cũng phải bỏ tiền ra để quảng cáo. Thì thay vì chúng ta bỏ tiền ra quảng cáo bán sản phẩm hoa hồng thấp, thì bây giờ chúng ta hãy thay đổi tư duy, đó là chúng ta bỏ một đồng quảng cáo ra và chúng ta bán những cái sản phẩm có hoa hồng cao. Đó, có hoa hồng cao để chúng ta sẽ có những cái khoản hoa hồng cực kỳ cao để chúng ta giàu có một cách nhanh hơn. Đó. Thì cái yếu tố thứ hai qua một chia sẻ đến em đó là chúng ta phải chọn những cái sản phẩm có hoa hồng tròn đời. Đó, Quang nhắc lại là chúng ta chọn những cái sản phẩm hoa hồng tròn đời. Đó, cái bí mật ở đấy á, như mọi người thấy hiện tại là affiliate marketing có rất nhiều công ty chi trả cho chúng ta những cái khoản thu nhập hoa hồng tròn đời. Quang lấy ví dụ là cái công ty những cái sản phẩm email marketing, và khi mà Quang giới thiệu khách hàng sử dụng email marketing, thì khi mà khách hàng trả tiền hàng tháng bao nhiêu tiền đó một tháng, thì Quang sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm đó trong một tháng đó. Và khách hàng còn sử dụng cái sản phẩm đó 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, thì Quang vẫn được hưởng hoa hồng trên cái số tiền khách hàng đó chi trả cho cái sản phẩm email marketing đó. Thì cái quan trọng thứ hai để chúng ta lựa chọn sản phẩm đó là chọn sản phẩm hoa hồng tròn đời. Đó, cái yếu tố thứ ba ở đây vô cùng quan trọng đó là chúng ta hãy chọn những cái sản phẩm kinh doanh có cái lượng nhu cầu khách hàng lớn nhất. Đó, nhu cầu khách hàng lớn nhất. Nhưng mà người thấy Quang đã kinh doanh truyền thống rất là lâu năm. Đó, và Quang thấy rằng khi mà chúng ta chọn sản phẩm để kinh doanh, chúng ta chọn những cái sản phẩm kinh doanh mà ít người quan tâm, ít người có nhu cầu, ít người mua, thì cái tỷ lệ chúng ta bán hàng rất là khó khăn, hàng tồn kho rất là nhiều, cá nhân Quang đã bị rồi. Đó, và cái điều đầu tiên để kinh doanh thành công đó là chúng ta phải chọn những cái sản phẩm có lượt người quan tâm nhiều nhất, lượt nhu cầu khách hàng quan tâm nhiều nhất. Đó, khi mà khách hàng lượt người quan tâm nhiều nhất chúng ta bán thì rất dễ để tạo ra được tiền. Đó, và rất dễ để bán được nhiều hàng. Đấy, thì cái yếu tố thứ ba Quang muốn chia sẻ cho anh em đó là chọn sản phẩm có lượt người quan tâm nhiều nhất. Đó, và cái yếu tố thứ tư Quang muốn chia sẻ cũng vô cùng quan trọng ở đây, đó là chúng ta cái sản phẩm kinh doanh có ít người làm nhất. Đó, ít người làm nhất, chọn sản phẩm kinh doanh có ít người làm nhất. Thì như anh em thấy, trước đây Quang làm bất động sản, và lúc đó thị trường người làm bất động sản rất là ít. Đó, rất là ít, và cái lượt người mua rất là nhiều, và lúc đó Quang bán được rất là nhiều hàng. Thì cái bí mật ở đây là chúng ta tìm những cái sản phẩm chất xem thử có nhiều người làm hay không. Đấy, Quang lấy ví dụ bây giờ là có 100 khách hàng mua hàng, nhưng chúng ta có 1.000 người bán hàng, thì chắc chắn chúng ta rất khó để bán được hàng, và lúc đó cạnh tranh sell up giảm giá các kiểu thì chúng ta rất là khó để bán được lô hàng. Đó, còn nếu như mà chúng ta chọn thị trường, chọn sản phẩm mà ví dụ có 1.000 khách hàng nhưng chỉ có 10 đến hoặc là 100 người bán hàng, thì lúc đó thì mình sẽ chia đều ra và chúng ta sẽ bán được hàng rất là dễ dàng. Đó, thì đây là cái yếu tố thứ tư, và yếu tố này vô cùng quan trọng để giúp cho anh em kinh doanh affiliate thành công. Đó, yếu tố thứ tư Quang nhắc lại đó là chúng ta chọn sản phẩm kinh doanh mà có ít người làm nhất. Đó, thì Quang sẽ tóm tắt lại 4 cái yếu tố mà Quang chia sẻ cho anh em ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta phải chọn sản phẩm hoa hồng cao. Đó, yếu tố thứ hai đó là chúng ta phải chọn sản phẩm hoa hồng lặp lại tròn đời.
thứ ba đó là chúng ta phải chọn sản phẩm hoa hồng. À, con xin lỗi, thứ ba đó là chúng ta phải chọn sản phẩm có lượt người quan tâm nhiều nhất, có nhu cầu mua hàng nhiều nhất. Đó. Yếu tố thứ tư đó là chúng ta chọn sản phẩm kinh doanh có ít người làm nhất. Đó. Người quan tâm nhiều nhất, ít người làm nhất, hoa hồng cao nhất, hoa hồng trọn đời. Anh em làm đúng bốn cái yếu tố như thế này thì Quang tin chắc rằng anh em sẽ thành công trong tương lai với cái lĩnh vực affiliate marketing này. Như mọi người thấy, hiện tại Quang đang làm áp dụng đúng bốn cái chiến lược này để chọn sản phẩm kinh doanh. Và khi mà Quang tạo càng nhiều khách hàng vào cái hệ thống khách hàng, vào những khách hàng Quang đã giới thiệu được, thì Quang càng tạo ra nhiều khách hàng thì những khách hàng đó người ta chi trả tiền hàng tháng thì Quang sẽ được hưởng hoa hồng hàng tháng và trọn đời. Thì khi mà chúng ta làm được cái việc này, chúng ta nhiều khách hàng lên thì chúng ta không cần phải tốn nhiều thời gian nữa, chúng ta chỉ cần vất vả thời gian đầu. Và khi mà khách hàng nhiều lên, chúng ta sẽ có thời gian đi chơi. Như ngày hôm nay Quang đang ở đài lồ Hollywood, đài lồ dân vòng ở Hollywood đó. Thì đây là một công việc rất là tuyệt vời, và Quang hy vọng rằng cái clip này giúp cho anh em có cái cách để chọn một cái sản phẩm kinh doanh affiliate hiệu quả và thành công. Nếu như anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh nha. Quang sẽ chia sẻ cho anh em những cái mà Quang biết và Quang đang làm thực tế và thực chiến nhất cho anh em. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.